Chào các bạn, trong những ngày gần đây, trẻ em mắc COVID-19 tăng khá cao. Chính vì vậy, các chuyên gia đã khuyến cáo các dấu hiệu chuyển nặng khi trẻ là F0 để giúp cho các cha mẹ có thể biết phòng tránh để cứu chữa kịp thời. Sau đây, bác sĩ Bảo xin giới thiệu. Từ khi có biến chủng Omicron khiến cho việc lây nhiễm COVID-19 lan ra rất nhanh ở trẻ em, đặc biệt là những trẻ chưa được tiêm phòng. Chính vì vậy, các chuyên gia đã đưa ra những các cái dấu hiệu chuyển nặng khi trẻ em là F0, bao gồm thở nhanh, khó thở, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, ly bì lờ đờ, bỏ bú, tím môi, tím đầu chi, nổi vân tím. Chia sẻ trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức mới đây, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết tình trạng mắc COVID ở trẻ em ngày càng gia tăng. Lý do là vì trẻ em được đi học, một số lượng lớn các trẻ em chưa được tiêm vaccine cộng thêm với tốc độ lây lan nhanh của virus. Theo các chuyên gia, thông tin thông thường trẻ em khi mắc COVID chỉ cần theo dõi, điều trị tại nhà, một tỷ lệ rất nhỏ mới cần phải đến viện. Với những trẻ em có triệu chứng khó thở nhanh, chỉ số bão hòa oxy giảm, bác sĩ chỉ định chụp X-quang. Nếu X-quang bình thường thì kiểm tra lại có thể cho trẻ em về nhà. Thể nặng và nguy kịch là khi bão hòa oxy tụt, trẻ kém ăn, bỏ bú, tổn thương phổi rõ rệt, thậm chí có trường hợp bị sốc, suy đa phủ tạng, phải thở máy. Đối tượng chăm sóc tại nhà gồm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là trẻ mắc bệnh đã được điều trị tại cơ sở y tế, được ra viện theo dõi tiếp tại nhà dù vẫn còn dương tính. Đối tượng này ngày càng nhiều. Thứ hai là trẻ mới mắc bệnh, mức độ nhẹ, không có các yếu tố nguy cơ diễn biến nặng. Mục tiêu điều trị tại nhà là phát hiện kịp thời các triệu chứng nặng để đưa trẻ vào viện để điều trị các triệu chứng thông thường giống như cảm cúm, sốt, virus, tránh lây nhiễm chéo trong gia đình. Về phần cha mẹ, chúng ta cũng không nên quá căng thẳng vì thường các trẻ đã mắc thì bố mẹ cũng dễ mắc nên việc bắt trẻ suốt ngày đeo khẩu trang cũng rất là khổ. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là kịp thời phát hiện các triệu chứng nặng để báo cho cơ quan y tế và chuyển trẻ đến bệnh viện khi cần. Đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh khi cần đưa con đến bệnh viện hãy liên hệ đến cơ sở y tế gần nhất để trẻ được thăm khám kịp thời, tránh tình trạng lựa chọn bệnh viện không cần thiết vì Bộ Y tế đã giao cho các bệnh viện, các viện có nhiệm vụ thăm khám, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Vậy những trẻ nào dễ chuyển nặng khi mắc COVID-19? Đó là những trẻ mà có các cái dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, ly bì, lờ đờ, trẻ bỏ bú, môi tím, tím đầu chi, chi lạnh, tím tái và nổi vân tím. Những người chăm sóc cần được hướng dẫn để nhận biết các dấu hiệu này. Trẻ mắc COVID-19 thường có bệnh cảnh nhẹ hơn người lớn, song vẫn có một số nguy cơ gây tăng nặng. Triệu chứng lâm sàng quan trọng nhất là trẻ thở nhanh, kém ăn, thậm chí vẫn ăn uống được nhưng kém hơn một chút. Chỉ số SpO2 tụt ở mức 94-95% khi thở khí trời. Các yếu tố nguy cơ bệnh nặng ở trẻ mắc COVID bao gồm trẻ đẻ non, cân nặng thấp, mắc các bệnh đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, bất thường về gen hoặc là béo phì, trẻ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hen phế quản, viêm phế quản co thắt, bệnh tim bẩm sinh, bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc là mắc phải như HIV hoặc là điều trị corticoid kéo dài, bệnh thận mạn, bệnh ung thư, bệnh huyết học, các bệnh ung thư huyết học như là bệnh hồng cầu hình liềm. Đây là những yếu tố nguy cơ có thể làm bệnh nặng lên. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp phải căn cứ vào triệu chứng và xét nghiệm cận lâm sàng và lâm sàng để quyết định có cần cho trẻ nhập viện hay không. Trên đây là những cái thông tin rất cơ bản, nhấn mạnh vào những triệu chứng chính mà trẻ dễ bị mắc, người nhà và những người chăm sóc cần phải phát hiện để đưa trẻ đến cái cơ sở điều trị sớm nhất. Hy vọng rằng các phụ huynh có thể quan tâm hơn đến các biểu hiện của con nhằm tránh cái trường hợp diễn biến xấu xảy ra. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các cái bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.